Mừng các em đến với bài giảng sinh học 8. Tiết học này các em sẽ tìm hiểu trong chương trình chương 1 khái quát về cơ thể người, tìm hiểu bài 2 cấu tạo cơ thể người. Bài này có hai nội dung chính. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu cấu tạo cơ thể. Trong phần này các em sẽ được tìm hiểu các phần cơ thể và các hệ cơ quan. Phần 2, sự phối hợp hoạt động của các cơ quan. Chúng ta tìm hiểu phần đầu tiên về cấu tạo các phần của cơ thể. Các em quan sát hình 2.1, 2.2 và trả lời các câu hỏi sau. Đây là hình 2.1 và hình 2.2 có trong sách giáo khoa nhé. Các em theo dõi câu hỏi như sau. 1. Cơ thể người gồm có mấy phần? Kể tên các phần đó. 2. Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ quan nào? 3. Những cơ quan nào nằm trong khoang ngực? 4. Những cơ quan nào nằm trong khoang bụng? Rồi, các em hãy quan sát thật kỹ hình rồi trả lời các câu hỏi nhé. Như vậy là các em đã trả lời được rồi đúng không? Câu 1, chúng ta thấy rằng là cơ thể gồm có 3 phần chính ha. Nhìn mặt trước hoặc mặt sau, chúng ta thấy 3 phần, đó là phần đầu nè, phần thân hay gọi là phần mình. Như thế này gọi là phần mình. Còn phần thứ 3 đó là tay, chân. Còn khoang ngực các bạn để ý ha, đây là khoang ngực, còn đây là khoang bụng. Vậy thì khoang ngực ngăn cách với khoang bụng đó là nhờ cơ hoành. Đó, đây là cơ hoành được ngăn cách bởi cơ hoành nhé các em. Thì trong cái khoang ngực sẽ gồm có phổi và tim. Còn khoang bụng thì trong khoang bụng sẽ có gan nè, dạ dày, ruột, tụy. Các em để ý thật kỹ nhé. Rồi, các em chốt lại, trong cơ thể người sẽ gồm có ba phần: đầu, mình, tay chân. Khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách bởi cơ hoành. Các em ghi nội dung vào vở của mình nhé. Chúng ta tìm hiểu sang các hệ cơ quan. Em hãy ghi tên các cơ quan có trong thành phần của mỗi hệ cơ quan và chức năng ở đây trong cái bảng số 2 sách giáo khoa trang 9 nha các em. Thì các hệ cơ quan của cơ thể người được đề cập ở đây là nói về hệ gì các em? Hệ vận động, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết và hệ thần kinh. Các em hoàn thành ha, ghi tên các cơ quan trong mỗi hệ cơ quan và chức năng. Như vậy là các em đã hoàn thành cái bảng 2 rồi đúng không nè? Bây giờ cô chốt lại nội dung nhé. Hệ vận động thì gồm có cơ quan đó là cơ và xương, chức năng đó là vận động cơ thể hoặc là nâng đỡ cơ thể. Hệ tiêu hóa gồm có miệng, ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa, có chức năng đó là tiếp nhận và biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể. Còn hệ tuần hoàn gồm có tim và hệ mạch, chức năng của hệ cơ đó là vận chuyển các chất dinh dưỡng oxy tới các tế bào và thải
thải, chất thải rồi khí carbonic từ tế bào tới cơ quan bài tiết. Còn hệ hô hấp thì gồm có mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi. Chức năng của hệ hô hấp đó là thực hiện việc trao đổi khí oxy và khí carbonic giữa cơ thể với môi trường. Hệ bài tiết là thận, ống dẫn nước tiểu và bóng đáy. Thì chức năng của thận, của hệ bài tiết đó là bài tiết nước, nước tiểu. Hệ thần kinh thì các em biết hệ thần kinh thì gồm có các cơ quan như là não, tủy sống, dây thần kinh, rồi hạch thần kinh. Và chức năng cực kỳ quan trọng đó là tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường, tức là điều hòa mọi hoạt động của các cơ quan. Và các em đã hoàn thành xong bảng số 2 sách giáo khoa. Thế thì ngoài các hệ cơ quan trên thì trong cơ thể còn có hệ cơ quan nào nữa không các em? À, chắc có em đã đoán ra được rồi đúng không? Đó là ngoài các hệ cơ quan nêu trong cái bảng 2 thì trong cơ thể chúng ta còn có da nè, các giác quan, rồi hệ sinh dục, hệ nội tiết. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được các hệ cơ quan cũng như chức năng. Các em ghi nội dung vào vở nhé. Bây giờ chúng ta thử so sánh các hệ cơ quan của người và thú thì em thấy có nhận xét gì? Có giống nhau hay không? Hay là khác nhau hoàn toàn? À, chúng ta học ở lớp 7 rồi thì chúng ta thấy rằng là hệ cơ quan ở người và thú nó cũng giống nhau về cái sự sắp xếp ha, những cái nét đặc đại cương cấu trúc cũng như là những cái chức năng của từng hệ cơ quan đó. Nó cũng giống chúng ta đã học ở chương trình lớp 7. Vậy thì các hệ cơ quan trong cơ thể nó phối hợp hoạt động như thế nào? Chúng ta tìm hiểu phần 2 La Mã nhé. Bây giờ các em thử phân tích một cái hoạt động cơ thể. Cô ví dụ như hoạt động chạy đi. Là hệ vận động đúng không? Thì em hãy nêu lên cái sự ảnh hưởng của các cơ quan hệ cơ quan nào. Hoạt động cơ thể ảnh hưởng đến các hệ cơ quan. Ví dụ khi chạy thì cơ quan nào sẽ ảnh hưởng? À, chúng ta thấy khi chạy ha thì tim mạch, nhịp hô hấp, mồ hôi hoặc là hệ tiêu hóa nó cũng đều tham gia, nó tăng cường có hoạt động tăng cường lên để mà cung cấp đủ oxy và chất dinh dưỡng cho cái cơ hoạt động, cái cơ vận động. Nên các em thấy rằng là khi mình chạy nhanh đúng không thì tim nó cũng sẽ tăng. Và hô hấp nó cũng sẽ thở mạnh hơn, dốc hơn, tiếng mồ hôi nó ra nhiều hơn. Vậy thì hệ tiêu hóa nó cũng sẽ tiêu hóa cũng nhanh đói hơn. Đó. Tất cả để phục vụ, để cung cấp, nó phải phối hợp như vậy để mà cung cấp đủ oxy cũng như chất dinh dưỡng thì cơ mình mới vận động được, mới chạy tốt được, chứ không là sẽ rất là mệt và xỉu. Rồi bây giờ các em theo dõi cái sơ đồ mối quan hệ qua lại giữa các hệ cơ quan trong cơ thể. Đây các em cho cô biết ha, đây là sơ đồ và các em để ý đây là hệ thần kinh và hệ nội tiết, các cái mũi tên liền và đứt nét. Thì quan sát hình trên cho biết các mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các cơ quan nói lên điều gì? Và sự phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể được thực hiện thể hiện như thế nào? Rất là dễ nhận ra đúng không các em? Từ một hệ thần kinh và hệ nội tiết, các em thấy đều đưa mũi tên về như là hệ hô hấp nè, hệ bài tiết, hệ tuần hoàn, hệ vận động hoặc là hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Thì cho thấy rằng là cái mũi tên này cho thấy rằng hệ thần kinh và hệ nội tiết là nó điều khiển mọi hoạt động của các hệ cơ quan khác. Đúng không các em? Và sự phối hợp hoạt động của các
hệ cơ quan này là sao, nó có tác động qua qua lại với nhau đúng không? Hay nói đúng hơn thì chúng ta thấy các cơ quan trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động một cách rất là nhịp nhàng, đảm bảo cái tính thống nhất. Thống nhất ở đây nó được thực hiện là nhờ sự điều khiển của cái hệ thần thần kinh, và cái dòng chảy máu chảy á, trong cái hệ tuần hoàn này nó mang theo những cái hormone do cái tuyến nội tiết 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 ra hỗ trợ. Rồi chúng ta chốt lại, các hệ cơ quan trong cơ thể nó là một khối thống nhất và có sự phối hợp với nhau cùng thực hiện chức năng. Thì sự phối hợp đó là nhờ cái cơ chế thần kinh và cơ chế thể dục. Các em chốt nội dung và vở nhé. Rồi bây giờ cô kiểm tra kiến thức của các bạn nha. Cô có mấy câu hỏi trắc nghiệm, các em trả lời giúp cô nè. Câu thứ nhất, khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách bởi A. Cơ ngực, B. Cơ bụng, C. Cơ hoành, D. Cơ ngực và cơ bụng. Chọn đáp án nào. Cô chúc mừng bạn nào chọn đáp án đúng là C. Câu số 2 nhé. Khoang ngực chứa các cơ quan A. Tim và phổi, B. Ruột, gan, tim và phổi, C. Dạ dày, ruột và gan, D. Dạ dày và ruột. Rồi, cô chúc mừng bạn nào có đáp án A. Rồi, xin chúc mừng. Rồi, câu hỏi số 3. Trong khoang bụng sẽ chứa các cơ quan A. Tim và phổi, B. Dạ dày, ruột, gan, tụy, hệ bài tiết và hệ sinh dục, C. Hệ bài tiết và hệ sinh dục, D. Cả A, B và C. Khoang bụng nhé. Đáp án B là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn nào đã trả lời đúng ha. Rồi, hình như là tiết học hôm nay là hết. Các em về coi lại bài nhé, ôn lại bài 1, bài 2. Và đặc biệt chuẩn bị trước bài 3, xem bài 3, xem hình cấu tạo của tế bào. Bây giờ chào và hẹn gặp lại các em ở bài sau nhé.